Xin chào các bác. Tiếp tục là những mẫu đẩy cao cấp chất lượng gửi đến các bác. Thì hôm nay em sẽ review một cái mẫu đẩy mạch công suất class Y các bác nhé. Thì đây là mạch công suất của KE và đây là do công ty con của KE sản xuất. Nó không phải KE, em nói rõ luôn nhé. Đây không phải KE sản xuất mà đây là công ty con của KE. Công ty này là mua lại công nghệ, mua lại chất lượng của KE để làm nên cái giá thành của bọn này thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn KE rồi. Đấy, đây các bác có thể nhìn này, ở bên cạnh em đặt một con KE 1.300 này. Đấy, các bác nhìn, đây, con này là 1.000, theo thông số của hãng thì nó báo là 1.800W của một kênh, nó rất là lớn. Thì đúng cái quận quận cảm này thì như này thì nó sẽ sản sinh ít nhất từ 1.600 đến cho là 1.800, vì quận nó rất là dày, còn quận 1.300 nó sẽ rất là mỏng các bác nhé. Đấy, và cái dòng máy này thì nó là chạy nguồn biến áp. Thì hôm nay là em được công ty đó, công ty ở bên kia có gửi cho sản phẩm để demo. Thì em cũng muốn lên một cái video để quay tổng quát cho các bác, test thử chất âm cho các bác, để các bác có thể là nghe và cảm nhận, và cho em cái ý kiến là có nên đưa cái sản phẩm này về để phục vụ các bác không. Và cái giá thành của con này thì thực sự là hợp lý, được chưa? Hợp lý. Nó rẻ hơn so với con KE. Ví dụ như con này là 1.000, em cứ tính khoảng nó bằng con KE 1.600 đi. KE 1.600 bây giờ hàng xịn thì nó khoảng 27 triệu là máy nguồn xung nhá. Con này cũng có bản nguồn xung. Đấy, nhưng mà em đưa bản nguồn thường về trước. Thì đối với bản này thì nó sẽ rẻ hơn khoảng gần chục triệu. Có nghĩa là con này khi các bác mua thì nó giá nó chưa đến 20 triệu đâu, mới cứng, được chưa? Mới cứng. Đây, mặt này thì em cũng đã bảo hãng là không để thương hiệu của hãng về, em sẽ che hết đi. Đây, cái thương hiệu lên này em bóc cái tem của hãng ra rồi, để em bắt hãng bỏ cái tem ra. Đấy, thì em muốn đưa về để review đến các bác trước. Đấy, sản phẩm này là sản phẩm trưng, có nghĩa là sản phẩm demo của hãng gửi về cho em. Em có một con này và một con hai kênh. Đây, hãng gửi cho em con hai kênh nữa đây các bác nhá, còn hai kênh nữa cũng đồng nguồn thường. Thì đấy, thì đây là ở cái phân khúc gọi là giá bình dân. Giá bình dân bọn này thì nó sẽ so sánh với cả những cái bọn, ví dụ là các bác chơi những cái bọn này như này này. Đấy, cái giá nó sẽ như kiểu là bọn láp ấy, láp 10.000Q. Đấy, cái giá thế nhưng công suất nó, hiệu suất nó cao hơn. Mang mạch class Y. Và cái giá thì nói luôn với các bác chơi một con này mới thì giá cũng chưa đến 20 triệu. Còn lâu mới đến 20 triệu. Đấy. Thì giá nó sẽ hợp lý hơn so với cả KE. Thì em sẽ đưa vào hai phân khúc cho các bác. Ví dụ các bác có điều kiện thì các bác nên hẳn KE. KE 1.300, 1.600 hay là 2.000 thì nó sẽ cao cấp hơn. Nói luôn là chất lượng nó sẽ cao cấp hơn. Về độ hoàn thiện, về độ chất lượng tỉ mỉ, về linh kiện thì nói luôn là tiền nào của đấy. Đấy, thì đây là ở cái phân khúc nó sẽ rẻ hơn một chút. Thì để cho các bác có chưa có nhiều điều kiện thì sẽ trải nghiệm. Và ở cái phân khúc này em sẽ chủ yếu em sẽ đánh vào phân khúc là các bác đi làm sự kiện. Tại sao em bảo là đánh vào phân khúc các bác đi làm sự kiện? Những bác đi làm sự kiện đánh công suất lớn, hiệu suất cao, chơi con này rất ok, tiếng mạnh, đi được xa. Nhưng các bác đi làm sự kiện thì đa phần các bác nó không quá khắt khe về cái chất lượng âm thanh, đúng không? Có nghĩa là cái âm thanh nó chênh nhau độ khoảng tầm 110, 119 hoặc là 110, 118. Thì gần như những bác khi các bác làm sự kiện thì gần như các bác sẽ không biết và không thể phát hiện được. Thì đây là một cái mẫu để đưa vào cái phân khúc cho các bác vẫn có chất lượng cao, âm thanh rất hay. Đấy, mà giá thành nó sẽ hợp lý, nó hợp lý hơn bọn này. Bọn này thì âm thanh nó sẽ xịn hơn một tí. Đấy, còn con này thì âm thanh nó sẽ nó không được cao cấp bằng con này, có thể là nó chỉ chênh nhau một tí thôi, không đáng kể. Đấy, nhưng mà cái giá thành nó sẽ đưa đến nó hợp lý hơn cho tất cả các bác và anh em cùng chơi và thưởng thức, đúng không? 1.800, như con này là hãng đang báo em là 1.800 một kênh nguồn thường. Có bản nguồn xung nhưng em đưa về nguồn thường trước cho các bác. Đấy, chạy 8 tụ. Tụ này là 250V, 3.300 mi, 8 con. Đấy, máy cân áp Y, máy KE rồi. Nói chung là cái này thì không thể bản cãi được nữa rồi. Rồi, bây giờ em sẽ đi test một chút âm thanh nhé. Test một chút âm thanh, test thử cái sao tiếng xem con này và con này, để cho các bác có cái cảm nhận là nó
nó rẻ hơn, giá nó hợp lý hơn thì thôi mình chấp nhận với cái mức đấy để mình sở hữu được một cái sản phẩm nó ở cái mức giá dễ chịu và nhanh hòa vốn, được chưa? Nhanh hòa vốn. Thực ra cái này mà so sánh với cả những con đẩy 10.000 quy mà bình thường các bác mua khoảng 14-15 triệu hàng mới thì nói luôn là bọn này nó hơn nhiều. Nó hơn nhiều nhá. Nó hơn rất nhiều. Nên các bác đừng, em đây em chỉ đang nói với so sánh là con này thôi, chứ còn so sánh cả mấy cái bọn ấy thì bọn này nó vẫn hơn rất là nhiều. Nên ở đây mình có những cái sản phẩm để phù hợp hơn các bác, đi làm ngon, chất lượng tốt mà cái giá trị để thu hồi vốn nó sẽ nhanh hơn, thì đây là một sự lựa chọn cũng khá là tốt. Đấy, cũng chủ yếu lên muốn hỏi ý kiến các bác là các bác có cảm thấy nó ok không, để em đưa số lượng về để phân phối ra cho tất cả các bác. Thì các bạn biết rồi đấy, những cái sản phẩm mà hàng mới chất lượng mà bên em làm thì đầu tiên em đều phải có những sản phẩm demo của hãng về. Khi em nghe em kiểm định chất lượng, à con này nó tốt, nó hay, nó xứng đáng với cái mức tiền các bác bỏ ra, thì khi đấy em mới đưa về phục vụ các bác. Chứ em không phải là cứ nhập ồ ạt về xong bắt đầu cứ tâng bốc nó lên để bán cho các bác. Em sẽ bán cho các bác những cái sản phẩm nó xứng đáng với cái đồng tiền, cái giá trị sản phẩm của các bác bỏ ra, chứ không phải là nên nói khoác, nói nát, nói à con này nó hay lắm, con này nó đỉnh lắm, nó như thế nọ thế kia để bán được cái sản phẩm cho các bác. Đấy, mà em bán cho các bác cái giá trị cốt lõi của một sản phẩm các bác nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ đi test hai cái mẫu này cho các bác cùng nghe và đánh giá nhé. Đầu tiên em sẽ test con này trước này. Theo đánh giá cá nhân của em thì thực ra là em nói với các bác ngay từ đầu đấy tiền nào của đấy, đúng không? Giá trị của một sản phẩm, ví dụ như con này mà máy 1600W mới, nó sẽ rơi vào 27 triệu một cái đấy. Còn như con này thì sẽ rẻ hơn là gần chục triệu, cũng đều là mới nhá, đều là mới. Thì gần chục triệu nó sẽ khác nhau ở cái điểm đấy đấy, khác nhau ở chất âm như vậy đấy. Và ở đây thì em test ở trên loa Adamson thì các bác có thể nghe rõ được như vậy. Còn nếu các bác test ở trên những đôi loa Trung Quốc thì gần như các bác cũng không phân biệt được quá nhiều. Có nhưng không phân biệt được quá nhiều. Thì theo cái quả cảm quan và cái thực sự khi em nghe ở đây ý, thì em sẽ cảm thấy một điều là đối với con KE này nhá, thì về cái sao tiếng, cái sao tiếng nó mộc hơn một chút, nó mịn hơn một chút, có nghĩa nó mịn hơn một chút và mộc hơn một chút so với mẫu này. Về đánh giá điểm thì con này nó sẽ được khoảng tầm 9 điểm so với con này đấy, theo thang điểm em cho, em đánh giá các bác
8.5 cho đến 9 điểm so với con cá Air. Đấy, thì tùy các bác thôi, thì các bác có nhu cầu, vì cái giá thành chênh nhau gần 10 triệu thì nó sẽ quyết định rất là nhiều cái vấn đề đến chất âm. Tại làm sao? Phần nguồn em không nói nhá, vì phần nguồn xung và nguồn xuyến này ở bên kia nó đều như nhau. Cả bên kia nó có cả nguồn xung bình thường, cái phiên bản này có cả nguồn xung bình thường. Về cái chất lượng thì nó khác nhau, có thể là từ cái dơ ne trở đi. Đấy, nó chênh nhau tiền từ cái dơ ne trở đi cho đến những cái opam sử dụng ở trên các con IC sử dụng ở trên cái bảng máy và từ đến cái vỏ nữa, thì nó khác nhau ở cái chất lượng. Đấy, kể cả nói ngay đến cái tụ nguồn hay bất cứ một cái linh kiện nào ở đây, kể cả cái tản nhiệt. Đấy, thì có thể là nó sẽ sử dụng những cái linh kiện nó rẻ hơn một chút so với cả cái hàng cao cấp. Đấy các bác nhá, thì nó sẽ đưa đến cái giá thành nó hạ hơn cho các bác. Đấy, còn về cái các bác nghĩ và có thể là nó rẻ hơn như thế, liệu độ bền nó cao hay không? Độ bền thì em nói luôn với các bác là những cái sản phẩm này thì các bác không phải năn tăn và không phải lo về cái độ bền. Tất cả những cái sản phẩm này bọn em sẽ bảo hành chính hãng cho các bác 1 năm đầu tiên nhé. Hỗ trợ các bác trọn đời, được chưa các bác nhé? Hỗ trợ các bác. Các bác nghe cái câu là hỗ trợ các bác trọn đời. Hỗ trợ cái gì? Các bác dùng thời gian lâu, bị hỏng, bị cháy, đúng không? Hết thời gian bảo hành, bị hỏng, bị cháy, gửi ra đây, bọn em sẽ hỗ trợ cho các bác sửa nó. Đấy. Sửa nó là sửa chữa làm sao cho con này hoạt động về cái nguyên bản chất lượng âm thanh như mới. Đầu tiên em phải nói là những cái hàng này, ví dụ bọn em đã cung cấp đến các bác thì bọn em làm việc với công ty ở bên đấy, thì về tất cả cái bo mạch, tất cả cái linh kiện này bọn em đều được cung cấp linh kiện để bảo hành tại Việt Nam các bác nhá, để bảo hành tại Việt Nam. Thì đối với những cái bo ví dụ như này mà nó bị cháy, bị thủng thì hãng đều cung cấp cho bọn em các cái bo mới về đóng và lắp cho các bác. Các bác nhá. Còn mà khắc phục, ví dụ là nó đơn giản ấy, chẳng may có con IC này nó bị lỗi, thì hãng nó cũng đều cung cấp tất cả đầy đủ những cái linh kiện cho mình về để mình thay thế. Và những cái lỗi chỉ cần cầm đồng hồ đo thì báo sang bên hãng, hãng sẽ chỉ luôn khu nào nó bị lỗi, khu nào nó bị hỏng, thay linh kiện là xong. Và linh kiện là linh kiện chuẩn của hãng, nên các bác hoàn toàn yên tâm về là chất lượng. Khi có thể bị lỗi, bị sửa hay là như thế nào, khi gửi về bên em thì đều đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho các bác, tốt gần như từ nhà máy đưa ra cho các bác. Nên các bác không phải lo lắng gì về cái là sửa liệu nó chất âm nó có bị suy hao, suy giảm không. Em đảm bảo cho các bác chất âm như zin. Đấy, bọn em cam đoan và cam kết đối với những cái sản phẩm như máy này và những cái máy KE bọn em đang cung cấp đến các bác. Vì em làm phân phối, em làm nhập thẳng trực tiếp vào nhà máy, nên về đội ngũ kỹ thuật ở bên đấy đều họ hỗ trợ mình rất là nhiều. Vì mình là khách hàng của họ, họ hỗ trợ bọn em rất là nhiều. Và bọn em lại phải hỗ trợ cho các bác, hỗ trợ lại cho các bác. Nên hoàn toàn các bác yên tâm, các bác đi làm sự kiện, các bác cứ dã thoải mái đi cho em. Có vấn đề gì bọn em sẽ lo hết cho các bác. Đấy. Rồi ok, thì các bác cho em ý kiến nhá, liệu có nên đưa em nó về không? Hợp lý đấy các bác, con này rất hợp lý so với thị trường luôn. Các bác bây giờ mua một con AAP hay là một con gì đấy khoảng 1.200W một kênh, bây giờ nó đã rơi vào 14 triệu rồi. Ví dụ 1.200W một kênh, các bác mua khoảng 13-14 triệu, 1.000W một kênh, bây giờ các bác phải mua khoảng 10 triệu đúng không? Thì cố lên một tí. Đấy, có điều kiện cố lên một tí, nó sẽ là một cái phân khúc rất là hợp lý cho các bác.